ngày 22 tháng 3 hôm nay. Số lượng vaccine tới Canada dự kiến tăng mạnh trong tuần này. Các trường hợp biến thể COVID-19 đang gia tăng ở Canada làm dấy lên lo ngại về làn sóng thứ ba. Người dân tỉnh Ontario từ 75 tuổi trở lên có thể đặt lệnh hạn vaccine COVID-19 trực tuyến bắt đầu từ thứ hai hôm nay. Khu vực vùng York mở rộng nhóm tiêm vaccine từ 70 tuổi trở lên bắt đầu vào thứ ba tại tỉnh Quebec, cư dân vùng Montreal từ 60 tuổi trở lên hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine, các hiệu thuốc tham gia vào nỗ lực tiêm chủng. Tỉnh Alberta sẽ không chuyển sang giai đoạn 3 của kế hoạch mở cửa lại vì số ca nhập viện đang gia tăng. Canada trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Canada đã chính thức bước vào mùa xuân. Những tháng mùa xuân sắp đến dự đoán sẽ như thế nào? Và Dữ liệu thử nghiệm vaccine AstraZeneca của Hoa Kỳ cho thấy 79% hiệu quả chống lại bệnh COVID-19 có triệu chứng. Cuộc chiến giữa Vương quốc Anh và khối châu Âu về nguồn cung vaccine nóng lên, lệnh cấm xuất khẩu cần kề. Ả Rập Xê Út công bố lời đề nghị ngừng bắn mới để chấm dứt chiến tranh với Yemen. Hàng nghìn người phải sơ tán ở Úc khi lũ lụt đe dọa tính mạng. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin tức thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất, in ấn và phát hành tại Canada. Thưa các bạn, mùa đông vừa mới chính thức kết thúc. Canada chúng ta đón chào mùa xuân chính thức vào cuối tuần qua ngày 20 tháng 3. Cây và cỏ bắt đầu phát triển vào mùa xuân. Thường có rất nhiều mưa vào thời điểm này trong năm, ngày ấm hơn và dài hơn nhưng đêm vẫn mát. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là mùa xuân nổi tiếng với nhiệt độ dễ thay đổi, cho nên bạn có thể sẽ cần một chiếc áo khoác ấm và có thể là một chiếc mũ, găng tay và bút cho mùa xuân và một cây dù cũng sẽ rất hữu ích. Và nếu các bạn chưa đăng ký subscribe kênh Culture Channel, Hoàng Anh mời các bạn đăng ký nhé và nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách chia sẻ, share video và nhớ bấm nút like sau khi xem chương trình. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Số lượng vaccine tới Canada dự kiến tăng mạnh trong tuần này. Đợt tiêm chủng COVID-19 của Canada đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tăng tốc trong tuần này khi cơ quan y tế công cộng liên bang chuẩn bị cung cấp số lượng vaccine lớn nhất kể từ khi khởi động nỗ lực tiêm chủng gần 1,2 triệu liều vaccine Pfizer sẽ được tung ra trong tuần này, cùng với 846.000 liều vaccine của Moderna. Các số liệu từ Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho thấy, tốc độ được thiết lập trong 7 ngày tới sẽ đánh dấu sự khởi đầu của quá trình phân phối bền vững. Với Pfizer, BioNTech dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp các lô hàng mỗi tuần với ít nhất 1 triệu liều trong tương lai gần. Số lượng vaccine tăng mạnh trong 7 ngày tới, một phần là do cuộc trao đổi giữa Canada và Hoa Kỳ đang chờ hoàn tất. Bộ trưởng Bộ Thu mua Anita Anand hôm thứ Sáu cho biết rằng, Canada đang hoàn tất một thỏa thuận. Theo đó, Ottawa sẽ nhận được 1,5 triệu liều vaccine Oxford-AstraZeneca từ Hoa Kỳ trước cuối tháng, tuy nhiên vẫn chưa có ngày giao hàng cụ thể. Nguồn cung dự kiến sẽ tăng hơn nữa khi hai loại vaccine khác được cho phép sử dụng ở Canada được cung cấp hàng loạt. Các lô hàng của vaccine AstraZeneca và Johnson Johnson dự kiến sẽ bắt đầu đến Canada vào tháng 4, mặc dù thời hạn đó vẫn chưa được chốt. Bộ trưởng Anand cho biết Canada dự kiến sẽ nhận được tổng cộng là 9,5 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối quý đầu tiên của năm nay. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho biết rằng 670.000 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trong tuần trước. Số liệu của chính phủ cho thấy hơn 3,95 triệu liều đã được tiêm trên khắp Canada tính đến Chủ nhật, và khoảng gần 630.000 người đã được tiêm chủng hai liều. Cơ quan này cho biết cho đến nay không có vấn đề về an toàn bất ngờ nào được xác định ở Canada. Các hiệu thuốc ở vùng Peel sắp cung cấp vaccine. Tổng luật sư của tỉnh Ontario cho biết các hiệu thuốc ở những điểm nóng sẽ tiếp tục cung cấp vaccine COVID-19 cho những người từ 60 tuổi trở lên. Bà Sylvia Jones cho biết vùng Peel sẽ được ưu tiên tuyệt đối tiếp theo cho chương trình vaccine tại nhà thuốc dựa trên tỷ lệ COVID-19 cao ở đó. Thủ hiến Doug Ford cho biết cả vaccine AstraZeneca và Moderna sẽ có mặt tại một số hiệu thuốc sau khi vùng Peel được đưa vào chương trình. Thủ hiến Ford cho biết chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số lượng hiệu thuốc lên 700 từ con số 350 hiện giờ. Chúng tôi thật sự muốn tập trung vào vùng Peel, York và Toronto. Tổng lực sư Jones cho biết việc mở rộng phụ thuộc vào nguồn cung và các địa điểm chính xác đang được xác định với Hiệp hội Dược sĩ tỉnh Ontario. Trong khi đó, chính phủ tỉnh Ontario cũng thông báo họ sẽ cung cấp hơn 1,2 tỷ đô la để giúp các bệnh viện công tại tỉnh phục hồi sau áp lực tài chính từ đại dịch COVID-19. Chính phủ Thủ hiến Ford cho biết khoản đầu tư này sẽ bảo đảm các bệnh viện có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao mà người dân Ontario đang cần người dân tỉnh Ontario từ 75 tuổi trở lên hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 trực tuyến. Khu vực vùng York mở rộng nhóm tiêm vaccine từ 70 tuổi trở lên bắt đầu vào thứ Ba. Cư dân tỉnh Ontario từ 75 tuổi trở lên hiện có thể bắt đầu đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 thông qua hệ thống trực tuyến của chính phủ bắt đầu từ thứ Hai hôm nay. Riêng cơ quan y tế công cộng vùng York sẽ cho những người từ 70 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm vaccine. Bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng thứ ba, bất kỳ ai sinh năm 1951 trở về trước tại khu vực vùng York đều có thể đặt lịch hẹn trực tuyến tại trang web của vùng York. Một địa điểm tiêm vaccine drive through dự kiến sẽ mở cửa tại Canada's Wonderland vào ngày 29 tháng 3 và hiện đang được thử nghiệm. Các quan chức y tế cho biết sẽ có hỗ trợ qua điện thoại và việc đặt lịch hẹn là bắt buộc. Trong ngày thứ hai hôm nay, cơ quan y tế công cộng vùng Peel cũng đã thông báo rằng họ đã dành một số lượng hạn chế các cuộc hẹn tiêm vaccine ngay cùng trong ngày cho người dân 75 tuổi trở lên tại 6 phòng khám trên toàn khu vực. Tất cả những người dân đủ điều kiện từ 75 tuổi trở lên đều có thể đặt lịch hẹn qua cổng đặt lịch hẹn trực tuyến của tỉnh Ontario hoặc có thể gọi cho số điện thoại 905-791-5202. Cư dân vùng Montreal từ 60 tuổi trở lên có thể đặt lịch hạn tiêm vaccine, các hiệu thuốc tham gia nỗ lực tiêm chủng. Tỉnh Quebec đã hạ độ tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine ở Montreal xuống còn 60 tuổi khi các hiệu thuốc trong thành phố bắt đầu tiêm chủng vào thứ Hai, các cơ quan y tế đã công bố sự thay đổi đối với vùng Montreal vào cuối ngày Chủ nhật, trong khi vẫn giữ giới hạn độ tuổi là 65 tuổi trở lên cho các vùng còn lại của tỉnh. Trong khi đó, khoảng 350 nhà thuốc trong khu vực Montreal đã tham gia chiến dịch tiêm chủng hàng loạt của tỉnh vào thứ Hai hôm nay. Người đứng đầu hiệp hội đại diện cho các chủ hiệu thuốc là Bernard Morin cho biết mỗi nhà thuốc tham gia đã nhận được 100 liều thuốc. 100 cuộc hẹn đầu tiên tại hiệu thuốc tại Montreal đã được đặt chỉ một giờ sau khi cổng đăng ký trực tuyến Click đã mở cửa. Ông Morin nói rằng ông phải thuê tầng hầm của nhà thờ ở đối diện cơ sở của ông ở đường Sherbrooke và Bossuet để bệnh nhân ngồi đợi. Ông tự tin rằng việc giao hàng mới sẽ cho phép nhiều cuộc hẹn hơn được đặt trong tương lai gần. Tại các khu vực lân cận của Montreal, chính phủ đã đặt mục tiêu ngày 29 tháng 3 là ngày đầu tiên đặt lịch hẹn tại các hiệu thuốc, với việc tiêm chủng sẽ bắt đầu trong tuần của ngày 5 tháng 4. Tất cả các hiệu thuốc có thể cung cấp khoảng 125.000 liều mỗi tuần. Khoảng 11% dân số tỉnh Quebec hiện đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19, với tổng số 944.793 mũi tiêm đã được tiêm cho đến nay. Các quan chức tỉnh Quebec dự kiến sẽ nhận được 271.000 liều vaccine Pfizer và 58.500 liều Moderna trong tuần này, nhưng không có vaccine nào của AstraZeneca. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Các trường hợp biến thể COVID-19 đang gia tăng ở Canada, làm dấy lên lo ngại về làn sóng thứ ba Giám đốc Y tế công cộng của Canada cho biết, số ca mắc các biến thể đáng lo ngại ở nước này đang tăng lên trong lúc các tỉnh tăng cường chương trình tiêm chủng với hy vọng ngăn chặn làn sóng thứ ba có thể xảy ra. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, đã có 5.154 ca COVID-19 được xác nhận liên quan đến biến thể lây truyền nhiều hơn, với con số cao nhất là ở tỉnh Alberta, Ontario, British Columbia và tỉnh Quebec. Phần lớn các biến thể liên quan đến biến thể B117 lần đầu tiên xác định ở Vương quốc Anh mà bà Tham cho biết chịu trách nhiệm cho 638 ca trong số 655 ca biến thể được xác nhận kể từ ngày 18 tháng 3. Bà cho biết số ca nhiễm COVID-19 trên khắp đất nước đang tăng lên sau khi đã giảm vào đầu năm nay. Tính đến tối ngày 22 tháng 3, Canada báo cáo thêm 3.781 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 938.719, trong số đó có 35.746 ca còn bệnh. Đã có hơn 880.100 ca phục hồi, số ca tử vong là 22.716. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 1.699 ca nhiễm mới và thêm 3 ca tử vong. Có 813 bệnh nhân COVID-19 đang nhập viện trong đó có 298 người đang được điều trị tích cực. Trong các số trường hợp nhiễm mới, có 500 trường hợp là ở Toronto, 318 ở vùng Peel, 155 ở vùng York và 114 ở Hamilton. Tính đến 8 giờ tối Chủ nhật, tỉnh đã tiêm hơn 1,5 triệu liều vaccine, có 31.335 liều thuốc được tiêm vào Chủ nhật, với 299.297 người hiện đã được tiêm đầy đủ. Tiến sĩ David Williams, giám đốc y tế của tỉnh, cho biết số ca mắc mới hàng ngày, tỷ lệ dương tính với xét nghiệm và tỷ lệ các biến thể đáng lo ngại đều đang gia tăng ở tỉnh Ontario. Tỉnh báo cáo tổng cộng 1.424 trường hợp được xác nhận từ các biến thể đáng lo ngại. Trong số này, 1.340 thuộc biến thể B117 ở Vương quốc Anh, 48 thuộc biến thể B1351 1 ở Nam Phi và 36 thuộc biến thể P1 ở Brazil. Tỉnh Quebec báo cáo thêm 712 ca nhiễm mới và thêm 15 ca tử vong. Số ca nhập viện trên địa bàn tỉnh đứng ở mức 513 người, với 114 bệnh nhân được báo cáo đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. 21.180 liều vaccine đã được tiêm vào thứ Bảy, với tổng số 966.566 liều vaccine đã được tiêm cho đến nay. Tỉnh BC báo cáo thêm 1.785 ca bệnh mới trong vòng 3 ngày, cùng 16 ca tử vong. Trong số các ca bệnh mới, có 469 ca ở vùng y tế Vancouver Coastal, 1.010 là ở vùng Fraser, 89 ở đảo Vancouver Island, 84 trường hợp ở vùng Interior nội địa và 133 trường hợp ở khu vực y tế phía Bắc. Hiện có 303 người trong bệnh viện với 80 người được chăm sóc đặc biệt tỉnh đã báo cáo thêm 166 trường hợp mới liên quan đến biến thể COVID-19 đáng lo ngại. Cán bộ y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry thừa nhận rằng, trong khi chương trình tiêm chủng của tỉnh đang tăng tốc, số lượng ca bệnh nhân lên cao tiếp tục là mối quan tâm lớn. Bà kêu gọi mọi người bảo đảm mọi cuộc tụ tập đều được tổ chức ngoài trời, gồm 10 người trở xuống với khoảng cách an toàn. Bà cũng lưu ý rằng, người trẻ tuổi đang phải nhập viện vì COVID-19 và một số người ở độ tuổi 30 và 40 bị bệnh nặng. Cho đến nay, tổng số 539.408 liều vaccine đã được tiêm, bao gồm 87.161 người đã được tiêm cả hai liều. Tỉnh BC cũng ghi nhận 497 tác dụng phụ từ vaccine, 50 trong số đó là phản ứng dị ứng, nhưng nhìn chung lợi ích của việc tiêm vaccine vượt xa nguy cơ COVID-19. Trong khi đó, tại tỉnh Alberta, Bộ trưởng Y tế Tyler Sandro cho biết sẽ không nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại thời điểm này do số người nhập viện ngày càng gia tăng. Việc chuyển sang bước 3 trong kế hoạch mở cửa trở lại gồm 4 giai đoạn của chính phủ Alberta, phụ thuộc vào số ca nhập viện dưới 300 người và phải có xu hướng giảm. Hôm nay, mặc dù số ca nhập viện là dưới 300, con số này đã tăng lên trong những ngày gần đây, sự sụt giảm mà chúng ta thấy trong tháng Giêng và đầu tháng 2 đã dừng lại. Tỉnh Alberta hiện có 280 ca nhập viện COVID-19, tăng 16 ca so với một tuần trước. Con số này là một dấu hiệu cảnh báo mà tỉnh phải xem xét nghiêm túc. Dựa trên tốc độ lây truyền, tỉnh dự kiến sẽ có 300 người nhập viện trong vòng một tuần. Hiện tại, các nhà bán lẻ, nhà hàng, trung tâm thể thao dành cho thanh thiếu niên và các dịch vụ thờ phượng trực tiếp mở cửa với giấy hạn sức chứa nhưng các cuộc tụ họp trong nhà vẫn bị cấm và những người gặp gỡ ngoài trời được giới hạn ở 10 người. Tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của tỉnh, thông báo có 456 ca nhiễm COVID-19 mới và 5 ca tử vong vào thứ Hai hôm nay. Ở nơi khác trong tỉnh, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng một mục sư ở khu vực Edmonton bị bỏ tù có thể được thả ngay lập tức nhưng phải nộp phạt 1.500 đô la. Thẩm phán Jeffrey Champion cho biết Mục sư James Coates, người đang thuyết giảng tại nhà thờ Grace Life, phải trả tiền phạt trong vòng 12 ngày. Mục sư Coates đã phải ngồi tù 35 ngày vì không tuân theo điều kiện tại ngoại ban đầu là không tổ chức các buổi lễ nhà thờ. Ông bị buộc tội sau khi các quan chức nói rằng nhà thờ đã vi phạm các biện pháp y tế công cộng nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ông vẫn bị buộc tội theo đạo luật y tế công cộng của tỉnh Alberta vì đã tổ chức các dịch vụ nhà thờ vi phạm giới hạn về quy mô tụ tập và phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 5. Tỉnh Manitoba báo cáo thêm 66 ca nhiễm mới vào thứ Hai và thêm một ca tử vong. Tiến sĩ Brian Rusin, giám đốc y tế công cộng của tỉnh, cho biết tại một cuộc họp báo rằng bốn trường học ở tỉnh Winnipeg đã được thông báo về khả năng tiếp xúc với nhiều biến thể coronavirus dễ lây truyền hơn. Những người có các biến thể cung cấp mối quan hệ gần gũi với họ đang bị cách ly. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 205 ca bệnh mới. Các trường học trên toàn tỉnh đang được gửi 100.000 xét nghiệm kháng nguyên nhanh để giúp ngăn ngừa lây truyền COVID-19 một thông cáo từ chính quyền tỉnh saskatchewan cho biết các giáo viên và nhân viên nhà trường không cần phải thực hiện các xét nghiệm này các xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi người bình thường đã hoàn thành chương trình đào tạo thông qua phòng thí nghiệm của cơ quan y tế saskatchewan các trường học sẽ làm việc với các nhân viên y tế địa phương để xác định thời điểm xét nghiệm nào là thích hợp việc xét nghiệm nhanh dự kiến sẽ bắt đầu tại các trường học vào tuần tới Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Newfoundland không có trường hợp nhiễm mới nào. Vào thứ Hai hôm nay là ngày thứ Tư liên tiếp không có ca bệnh mới và ghi nhận tổng số ca phục hồi thứ 1.000 kể từ tháng 3 năm ngoái. Trong một thông cáo báo chí, Ủy ban Thương mại St. John's đã kêu gọi các nhà chức trách chuyển khu vực bán đảo Avalon lên mức cảnh báo 2, là cùng mức cảnh báo với phần còn lại của tỉnh. Tỉnh Nova Scotia báo cáo 2 ca nhiễm mới trong khi các quan chức y tế của tỉnh Prince Edward Island cũng báo cáo hai ca nhiễm mới. Các quan chức y tế New Brunswick báo cáo 8 ca bệnh mới vào thứ Hai hôm nay. Canada trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì vi phạm nhân quyền ở Tân Cương Canada đưa ra các lệnh trừng phạt lên 4 quan chức Trung Quốc vào một thực thể video mà Thủ tướng Justin Trudeau gọi là vi phạm nhân quyền có hệ thống và nghiêm trọng đang diễn ra ở khu vực Tân Cương. Hôm nay, Canada, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả sự đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Thủ tướng Trudeau cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Hai hôm nay, Liên minh châu Âu cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn quan chức Trung Quốc trước đó vào ngày thứ hai, khiến Bắc Kinh nhanh chóng trả đũa đưa một số quan chức châu Âu vào danh sách đen. Để thể hiện rõ hơn sự đồng thuận của nhiều quốc gia, một tuyên bố chung đã được các ngoại trưởng nước Úc, Canada, New Zealand, Anh và Hoa Kỳ đưa ra vào chiều thứ hai. Tuyên bố cho biết thêm rằng, mục tiêu của các biện pháp trừng phạt này là gửi một thông điệp rõ ràng về những vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở Tân Cương trong một thông cáo báo chí được đưa ra vào thứ hai hôm nay trong bối cảnh các lệnh trừng phạt bộ trưởng ngoại giao ông mark kernel cho biết canada vẫn quan ngại sâu sắc về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra ở tân cương dưới nhà nước trung quốc ông nói hôm nay chúng tôi đang cùng các đối tác kêu gọi chính phủ trung quốc chấm dứt chiến dịch đàn áp có hệ thống đối với người duy ngô nhĩ và các dân tộc thiểu số hồi giáo khác và buộc những người có trách nhiệm phải chịu hậu quả Chào mừng chúng ta đến với mùa xuân ở Canada. Thời tiết 3 tháng mùa xuân tiếp theo sẽ như thế nào? Mùa đông vừa mới chính thức kết thúc nhưng hầu hết Canada đã trải qua nhiệt độ giống như mùa xuân. Chúng ta có thể mong đợi 3 tháng mùa xuân tiếp theo trên khắp Canada như thế nào? Sau tháng 2 lạnh giá trên khắp miền Trung Canada, tháng 3 đã có sự đảo ngược ấn tượng với nhiệt độ cao hơn bình thường đối với hầu hết đất nước. Một ngoại lệ đáng chú ý là khu vực có một trong những mùa đông ấm áp nhất được ghi nhận, đó là trên khắp khu vực Maritimes, nơi đã trải qua tháng 3 lạnh hơn bình thường cho đến nay. Bờ biển ở phía nam của tỉnh BC và lãnh thổ Yukon cũng lạnh hơn bình thường. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là mùa xuân nổi tiếng với nhiệt độ dễ thay đổi và năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy nhiên, đối với phần lớn Canada, ở phía đông của dãy núi Rockies, những khoảng thời gian ấm áp và mát mẻ đang xen sẽ gần như bù trừ cho nhau hoặc nghiêng về phía ấm áp của nhiệt độ bình thường. Điều này có nghĩa là mùa xuân sắp tới sẽ ấm hơn nhiều mùa xuân trong ký ức gần đây. Tuy nhiên, dự đoán rằng nhiệt độ sẽ giảm xuống mức mát mẻ so với bình thường trên hầu hết các vùng ở tỉnh BC và phía nam Yukon. Các khu vực cực nam của tỉnh Ontario và các khu vực phía nam và phía đông của tỉnh Quebec dự kiến sẽ ấm hơn bình thường. The Weather Network dự đoán rằng hầu hết Canada sẽ thấy lượng mưa gần bình thường vào mùa xuân, nhưng có một vài khu vực có khả năng có lượng mưa trên mức bình thường. Đó là phần lớn của tỉnh BC và từ phía bắc Great Lakes đến trung tâm Quebec. Đối với tỉnh BC thì dự đoán rằng mô hình ẩm ướt sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 4 và sau đó tỉnh sẽ có xu hướng chuyển sang mô hình theo mùa hơn trong tháng 5. Đối với tỉnh Ontario và Quebec Mong đợi số ngày mưa ở mức thông thường, nhưng một số khu vực sẽ ẩm ướt hơn bình thường ở khu vực miền Trung và miền Bắc Ontario và miền Nam của tỉnh Quebec. Có sự lo ngại về tình trạng ngày càng khô hạn trên khắp miền Nam khu thảo nguyên Prairies. Khu vực này đã có một mùa đông rất khô và độ ẩm của đất thấp hơn bình thường, nhưng có lý do lạc quan, một cách thận trọng rằng những trận mưa có lợi sẽ quay trở lại khu vực này vào mùa xuân. Mặc dù dự báo lượng mưa gần bình thường hoặc trên mức bình thường đối với các vùng rộng lớn của Canada, mối đe dọa chung đối với lũ lụt vào mùa xuân năm nay thấp hơn nhiều. Hầu hết các khu vực màu lũ lụt vào mùa xuân là mối quan tâm hàng năm, hiện có lượng băng tuyết thấp hơn bình thường so với mùa đông. Một ngoại lệ là trên khắp các vùng núi cao của tỉnh BC và tỉnh Alberta, nơi có băng tuyết trên mức bình thường và nguy cơ lũ lụt ở những khu vực này sẽ được theo dõi chặt chẽ. Tỉnh Alberta tháng 3 có sự chuyển đổi đột ngột từ thời tiết lạnh giá vào mùa đông sang thời tiết như giữa mùa xuân. Tuy nhiên, khi chúng ta đi vào trung tâm của mùa xuân, tức là tháng 4 và tháng 5, mong đợi mùa xuân sẽ điển hình hơn. Cư dân vùng này cũng biết quá rõ rằng thời tiết mùa đông có tác động mạnh có thể xảy ra trong suốt mùa xuân. Các khu vực cực nam của tỉnh Alberta có nguy cơ tiến về phía khô hạn so với mức bình thường và có lo ngại về việc hạn hán vào mùa hè sẽ ảnh hưởng đến nông nghiệp ở các khu vực phía Nam. Tiếp theo sau, mời các bạn theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Dữ liệu thử nghiệm vaccine AstraZeneca của Hoa Kỳ cho thấy 79% hiệu quả chống lại bệnh COVID-19 có triệu chứng. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca cung cấp khả năng chống lại bệnh và giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong ở tất cả các nhóm tuổi, trong một nghiên cứu giai đoạn cuối ở Hoa Kỳ. AstraZeneca cho biết các chuyên gia của họ cũng xác định không có mối lo ngại về an toàn nào, bao gồm tình trạng máu đông hiếm gặp đã được xác định ở châu Âu. Các nhà khoa học không tìm thấy nguy cơ đông máu tăng lên trong số hơn 20.000 người được tiêm ít nhất một liều của vaccine này. Mặc dù vaccine của AstraZeneca đã được phép sử dụng ở hơn 50 quốc gia, bao gồm cả Canada, nó vẫn chưa được bật đèn xanh ở Mỹ nghiên cứu của Hoa Kỳ bao gồm hơn 30.000 tình nguyện viên, trong đó 2 trên 3 người đã được tiêm vaccine trong khi số còn lại được tiêm giả dược. Trong một tuyên bố, AstraZeneca cho biết vaccine của họ có tỷ lệ hiệu quả là 79% trong việc ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng và hiệu quả 100% trong việc ngăn chặn bệnh nặng và nhập viện. Loại vaccine này có hiệu quả đối với người lớn ở mọi lứa tuổi, kể cả người lớn tuổi, điều mà các nghiên cứu trước đây ở các quốc gia khác không đạt được. Và Anne Fossey từ Đại học Rochester School of Medicine, người đã dẫn đầu cuộc thử nghiệm, cho biết những phát hiện này xác nhận lại các kết quả trước đó đã quan sát được. Thật thú vị khi lần đầu tiên thấy hiệu quả tốt ở những người trên 65 tuổi. Trong khi đó, thì nhà virus học tại Đại học Leicester là Julian Tang, người không liên quan đến nghiên cứu, mô tả đây là tin tốt đối với vaccine AstraZeneca. Những phát hiện ban đầu từ nghiên cứu của Hoa Kỳ chỉ là một phần trong số những thông tin mà AstraZeneca phải nộp cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA. Một ủy ban cố vấn của FDA sẽ công khai tranh luận về bằng chứng ủng hộ các mũi tiêm trước khi cơ quan này quyết định có cho phép sử dụng vaccine khẩn cấp hay không. Cuộc chiến giữa Anh quốc và khối châu Âu về nguồn cung vaccine nóng lên, lệnh cấm xuất khẩu đang cần kề, Vương quốc Anh hôm thứ Hai đã yêu cầu Liên minh châu Âu cho phép cung cấp vaccine COVID-19 mà họ đã đặt hàng khi căng thẳng về lệnh cấm xuất khẩu có thể xảy ra và Brussels cáo buộc nhà sản xuất thuốc AstraZeneca. Một quan chức khối châu Âu nói rằng, Vương quốc Anh không có lỗi, khối châu Âu cũng vậy. Mọi người chỉ tìm cách thỏa thuận với một công ty đã nói khống năng lực sản xuất của mình sau khi thua xa Vương quốc Anh và Mỹ trong việc tung ra vaccine, các nhà lãnh đạo khối châu Âu sẽ thảo luận về một lệnh cấm xuất khẩu vaccine sang Vương quốc Anh tại một hội nghị thượng đỉnh vào thứ Năm. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo quyền lực nhất của khối châu Âu là Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tránh các lệnh cấm. AstraZeneca đã nói với Brussels rằng Vương quốc Anh đang sử dụng một điều khoản trong hợp đồng cung cấp của họ nhằm ngăn cản việc xuất khẩu vaccine tại Vương quốc Anh cho đến khi thị trường Anh được phục vụ đầy đủ, các quan chức khối châu Âu cho biết. Ủy ban châu Âu, cơ quan đã điều phối đơn đặt hàng vaccine cho khối châu Âu cho biết có đi có lại là chìa khóa trong vụ việc này. Khối châu Âu đã xuất khẩu khoảng 35 triệu liều kể từ cuối tháng 1, trong đó có 10 triệu liều sang Vương quốc Anh. Nhưng Anh đã không xuất khẩu liều nào, mặc dù hai cơ sở của Anh có trong hợp đồng của khối châu Âu với AstraZeneca. Giám đốc điều hành khối châu Âu đã gửi một lá thư thông báo chính thức cho công ty vào tuần trước, bước đầu tiên trong thủ tục tranh chấp. Tính đến ngày 20 tháng 3, Vương quốc Anh đã tiêm gần 44 liều vaccine cho mỗi 100 người dân, trong khi khối châu Âu tiêm gần 13 mũi tiêm cho mỗi 100 người dân, theo dữ liệu do trang web Our World in Data tổng hợp tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út công bố lời đề nghị ngừng bắn mới để chấm dứt chiến tranh với Yemen. Hôm thứ Hai, nhà ngoại giao hàng đầu của Ả Rập Xê Út đã công bố đề xuất chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm ở Yemen, bao gồm đề nghị ngừng bắn và thỏa thuận chính trị với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, đang kiểm soát các khu vực chiến lược của đất nước. Vương quốc này cho biết họ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trên toàn quốc do Liên Hợp Quốc giám sát với phiến quân Houthi nếu nhóm này đồng ý với các điều khoản của họ. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tăng cường các cuộc không kích vào Yemen trong những tuần gần đây, đánh vào hàng chục mục tiêu, bao gồm thủ đô Sana và một cảng trên bờ biển đỏ. Phiến quân Houthi cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út trong vài tháng qua. Phóng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo gần như hàng ngày nhằm vào các sân bay, căn cứ quân sự và các cơ sở dầu khí quan trọng. Đề xuất của Ả Rập Xê Út là nỗ lực mới nhất nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến của Yemen. Liên Hiệp Quốc đã tham gia vào một cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm bị đình trệ giữa các bên đối lập. Gần đây hơn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken không nhận được phản hồi sau khi đề nghị các cuộc đàm phán hòa bình với Houthi. Người phát ngôn của nhóm Houthi, Mohammed Abdul Salam, nói trên Twitter rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết việc phong tỏa đường không và đường biển của Ả Rập Xê Út. Một cuộc điều tra gần đây của CNN tại Yemen cho thấy không một tòa chở dầu nào có thể cập cảng Hodeidah ở phía bắc Yemen trong năm nay vì lệnh phong tỏa của các tàu chiến Ả Rập Xê Út. Việc phong tỏa đã khiến quân Houthi thiếu thu nhập từ thuế dầu nhưng cũng cản trở nghiêm trọng khả năng cung cấp viện trợ của các cơ quan nhân đạo, bao gồm cả lương thực. Nhóm Houthi do Iran liên kết kiểm soát miền Bắc Yemen, bao gồm cả thủ đô Sana và Hodeidah, đồng thời gây chiến với liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu kể từ năm 2015. Khi được hỏi về cách thức hoạt động của lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc giám sát sẽ hoạt động như thế nào, các quan chức Ả Rập Xê Út nói với các nhà báo rằng Họ không có thông tin chi tiết về địa điểm và số lượng quan chức liên hiệp quốc sẽ tham gia. Họ nói rằng điều đó sẽ là tùy thuộc vào sự sắp xếp của các phái viên liên hiệp quốc. Đầu năm nay, tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt hỗ trợ cho các hoạt động tấn công của Ả Rập Xê Út ở Yemen, trong một động thái được các nhà lập pháp ca ngợi là lịch sử. Hàng nghìn người phải sơ tán ở Úc khi lũ lụt đe dọa tính mạng hơn 18.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà ở New South Wales của Úc khi mưa lớn và lũ lụt tiếp tục tràn vào bang, khiến một số khu vực giống như biển nội địa. Mưa đã ảnh hưởng từ hôm thứ Năm nhưng lũ lụt gia tăng vào cuối tuần. Những hình ảnh cho thấy đường xá, cây cối và nhà cửa bị ngập hoàn toàn trong nước lũ ở một số khu vực. Thủ hiến bang New South Wales là ông Gladys Berejiklian cho biết có tới 38 nơi trên toàn tiểu bang được coi là vùng thiên tai và 19 lệnh sơ tán đã được ban hành. Phần lớn lũ lụt đã đổ bộ vào bờ biển Trung Bắc, từ thung lũng Hunter gần Sydney đến cảng Cops, nhưng các cảnh báo thời tiết khắc nghiệt cũng đã được mở rộng để bao gồm các quận ở bờ biển phía nam của bang vào thứ Ba. Lượng mưa lớn cũng đang phát triển trong đất liền ở phía bắc của bang hôm thứ Hai, trong khi ở phía đông, Cục Khí tượng Úc đã cảnh báo về lũ lụt và mưa lớn trên diện rộng đe dọa tính mạng con người. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt cũng đã được ban hành cho khu láng giềng Queensland với những trận mưa lớn có thể gây lũ quét đến các khu vực phía nam và phía tây của bang này. Những ngôi nhà bị tàn phá bởi cháy rừng trong mùa cháy rừng kỷ lục ở Úc vào năm 2019 và 2020 hiện đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã chứng kiến tổng cộng lượng mưa gấp 5 lần lượng mưa trung bình hàng tháng của tháng 3 chỉ trong 4 ngày. Lượng mưa gia tăng trong vài ngày tới dự kiến sẽ gây ra lũ lụt mới ở nhiều cộng đồng đã bị ảnh hưởng. Ở khu vực châu Á, đám cháy lớn thiêu rụi nhà của hàng nghìn người tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Một đám cháy đã quét qua một trại tị nạn lớn của người Rohingya ở Cox's Bazar, Bangladesh, phá hủy nơi trú ẩn và gây ra nguy hiểm cho cuộc sống của hàng chục nghìn người. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa tin hôm thứ Hai, Cơ quan Cứu Hỏa, Ủy viên Cứu trợ Người Tị Nạn và Hồi Hương của Bangladesh cùng với đội cứu hộ và ứng phó vẫn ở hiện trường vào tối thứ Hai, nơi họ tiếp tục cố gắng kiểm soát ngọn lửa và ngăn chặn lan rộng. Tổng giám đốc tổ chức di cư quốc tế của Liên Hiệp Quốc là Antonio Vittorino cho biết, hàng chục nghìn người tị nạn Rohingya đang bị ảnh hưởng. Vụ hỏa hoạn hơn thứ Hai đánh dấu vụ cháy lớn nhất trong số nhiều đám cháy xảy ra chỉ riêng trong năm nay. Onovan Manan, giám đốc quốc gia của Save the Children ở Bangladesh cho biết, Ước tính số lượng người tị nạn Rohingya sống ở Cox's Bazar dao động từ 800.000 người đến hơn 900.000 người. Hầu hết những người này chạy trốn khỏi cuộc đàn áp ở nước láng giềng Myanmar. Trong năm 2016 và 2017, quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch giết người và đốt phá tàn bạo khiến hơn 740.000 người thiểu số Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh. Năm 2019, Liên Hiệp Quốc cho biết quân đội Myanmar vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và việc này vẫn đang tiếp diễn ở các bang Rakhine, Chin, Shan, Kachin và Karen. Myanmar phủ nhận các cáo buộc diệt chủng và cho rằng duy trì hoạt động đột kích của quân đội là các biện pháp chống khủng bố hợp pháp. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7992 đô la Mỹ và bằng 0,6698 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì một đô Canada bằng 18.431 đồng Việt Nam theo Axie.com vào lúc 6 giờ 14 tối. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.738,53 đô la Mỹ một ao. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 22 tháng 3 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời các bạn subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống cũng như tư vấn di dân di trú được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt.